Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu Hexxit. Và ở tập trước thì mình đã có một chuyến đi khám phá và thật là may mắn khi mình đã tìm được thêm 10 cái hoa icicle nữa và đã có tổng cộng là 50 cái bông hoa icicle rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái bông hoa này kết hợp với kim cương để tạo ra những cái viên kim cương Hexxit nha. Ở đây thì mình sẽ chế tạo 12 viên để mình có thể chế tạo 3 bộ giáp mà mình nghĩ là cần thiết trong thời điểm hiện tại. Và bộ giáp đầu tiên mà mình muốn chế tạo chính là bộ giáp của tộc trưởng Một Sừng nè. Và bộ giáp này thì mình cần xương, xác da bò nè, cũng như là một ít cái sợi chỉ thôi. Và những thứ này thì mình có rất là nhiều ở bên cái căn cứ cũ. Để bây giờ mình sẽ sử dụng ná slime nè. Bay qua đây để mình lấy cái nguyên liệu và chế tạo luôn nhá. Và sau khi chế tạo những bộ giáp này thì mình sẽ tiến hành cường hóa nó lên để cho mình có thể sử dụng thật là tốt và lâu hơn nữa. Rồi, đầu tiên là mình sẽ lấy da bò, chỉ nè, xương nè. Rồi, đây là toàn bộ những thứ cần thiết và chế tạo luôn thôi. Bộ giáp của tộc trưởng Một Sừng thì mình cũng chưa biết nó sẽ cho búp gì nữa, nhưng mà tạm thời cứ lấy những cái vật liệu cần thiết trước đi. Mình chỉ mới chế tạo được phần nón thôi. Và bên đây mình cũng không còn sắt nữa. Chắc phải bay qua cái nhà lại rồi để mình lấy sắt á. Đây, mình sẽ bay về nhà một cái nha. Đáp xuống nè. Và mình có lấy những cái pho tượng mang về và trưng ở xung quanh nhà á. Mấy cái pho tượng này hình dáng mình cũng chưa xác định rõ là hình con gì nữa. Mà ở đây thì mình có 3 loại nè, màu tím, màu vàng cũng như là màu xanh nước biển nhạt nhạt. Mình có được 3 loại rồi, sắp tới nếu mình tìm được cái khác thì mình sẽ trưng tiếp nha. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy thêm sắt ra ngoài để mình chế tạo luôn thôi. Giờ tới các phần áo nè. Ôi, phần áo lại thiếu rồi. Đây, mình sẽ lấy thêm sắt và làm thêm phần áo. Cái bộ giáp ở đây thì mình thấy bộ giáp của chiến binh thì sẽ đẹp nhất. Còn bộ giáp của tập trưởng Một Sừng thì nhìn nó chỉ hơi téo téo chứ sức mạnh thì mình cũng chưa rõ. Để bây giờ mình sẽ chế tạo nè. Rồi sau đó mặc thử từng set coi như thế nào nha. Trước tiên thì chắc mình sẽ cởi bỏ những cái đồ mà mình đang mặc hiện tại đi. Và treo nó lên đâu ta? Đây, treo lên đây đi. Đó, treo lên nha. Và mặc vô thử coi nào. Ui, nón nè. Ui, quả thật là set đồ của tập trưởng Một Sừng. Cái nón có 2 sừng mà bị gãy hết một cái rồi. Giờ tới cái áo nè. Wow, có cái viên gì ở trước ngực nữa. Và cuối cùng là cái ủng. Ta-da. Khi mặc vào thì mình sẽ được hiệu ứng đào nhanh và nhảy cao. Ồ, thì ra cái set đồ này cho mình hiệu ứng đào nhanh, nhảy cao và thêm cái khả năng nhìn trong bóng tối nữa. Vậy là mặc set đồ này thì mình có thể khám phá xuyên màn đêm luôn. Ui, thích nha, thích nha. Cái gì chứ nhìn trong bóng tối là mình hơi bị thích đó. Wow, và về độ ngầu thì mình chỉ chấm cái set đồ này ở mức là 8 trên 10 thôi. Tại vì nó cũng không có ngầu lắm. Bây giờ thì mình sẽ thử chế tạo bộ giáp của hiệp sĩ nè. Bộ giáp này chắc chắn sẽ rất là ngầu cho coi. Nhìn cái nón thôi đã thích rồi. Giờ thì chắc mình sẽ treo cái bộ giáp này lên đi. Ở đây thì mình mình lỡ dùng mấy cái này để treo đồ cướp biển rồi. Đó, giờ mình sẽ đổi lại nha. Đó, tay cầm cái vật đổ trường sinh kìa. Rồi, giờ thì mình sẽ chuẩn bị thêm hắc diệm thạch nè và vàng để làm phần nón. Vậy là set đồ này chủ yếu dùng hắc diệm thạch với vàng thôi. Ôi, chắc xếp đồ này sẽ rất là cứng cáp cho coi nè. Rồi, hắc diệm thạch đã có, vàng thì cũng có đây luôn. Và giờ thì cho vô bàn chế tạo để đổi ra những phôi vàng và làm cái nón trước nè. Đó, kế tiếp là cái áo. Rồi tới cái quần. Và cuối cùng là đôi ủng. Set đồ này nhìn giống quý tộc ghê luôn á. Giờ mình sẽ mặc thử nha. Đi ra ngoài mặc thử cho nó sáng sủa nè. Đầu tiên là nón. Ui chết, cởi nón hải tặc ra. Nón nè. Ủa, coi kìa, có phần mắt màu đỏ luôn nha, rất là xịn. Áo nè. Ui, áo tay dài luôn, có dây chuyền nữa chứ. Đúng là bằng vàng có khác. Và cuối cùng là cái phần quần và cái đôi ủng. Sau khi mặc set đồ này xong thì mình còn có thêm trái tim nữa kìa các bạn ơi. Phần trái tim của mình đang tăng lên nè. Ui, gì bộ giáp này có chết tận 2 trái tim lận. Vậy là sử dụng trong việc chiến đấu thì có thể nói là cực kỳ khỏe luôn. Và ui, kỳ vậy, sao lại chậm rãi. Chắc tại mình mặc đồ bằng hắc diệm thạch đó, thế nên nó hơi nặng á, nên bị làm chậm mất tiêu rồi. Và có thêm kháng cự 2 nữa. Như vậy set đồ này chuyên về khả năng chiến đấu hơn là đi khám phá. Wow, được á nha. cũng tốt. Rồi, tạm thời mình sẽ treo nó lên đây một cái. Ui, nhìn xét về độ ngầu thì chắc mình sẽ chấm cái set đồ này 9 trên 10 đi. Còn set đồ thiếp thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo nè. Set đồ thiếp á, thì mình cần phải có len đỏ mới được hả? Ừ, len đỏ nè. Len đỏ với da thuộc. Rồi da thuộc chỉ. Và cuối cùng là da thuộc và len xám. Ui, cái này hơi khó nha. Len đỏ thì chắc mình phải ra ngoài tiệm rồi, chứ ở nhà mình làm gì mà có len đỏ. Rồi, đã có túi mực. Giờ thì dùng ná slam và bay về nhà thôi nào. Trời cũng sập tối rồi kìa. Về nhà một cái. Rồi, về thôi. Ui, chết. Ui, mình quên không có mặc cái ủng slam. Trời ơi, nhảy suýt nữa gãy chân rồi. Hên ghê á. Rồi, bây giờ á thì mình sẽ vô trong nhà và mình sẽ chế tạo luôn thôi nào. Đầu tiên á thì mình sẽ đặt vào bàn chế tạo nè, ẩn vào cái nón. Ui, thích chưa? Cái nón này là nón của tên trộm đó. Nhìn cái nón thôi kìa là thấy hơi bị xịn rồi. Rồi tới cái quần nè, và cuối cùng là đôi ủng. Ý, à quên, mình phải chế tạo ra cái bột nhuộm màu xám cái đã. Đây, mình sẽ kết hợp lại như vậy. Nó đây, đổi ra được bột nhuộm xám và kết hợp với len để mình có thể tạo ra được cái khói. Ủa? À đây, khói len xám nha. Và cuối cùng là chế tạo luôn thôi. Vậy là mình đã full set đồ thiếp rồi. Bây giờ thì mình sẽ ngủ một giấc. Trước khi sáng á, thì mình sẽ mặc vô và cho các bạn xem sức mạnh của nó nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ra ngoài và mặc vô cho các bạn xem này. Đầu tiên là phần nón. Vừa có thể thấy được cái phần mắt của mình nè. Rồi, giờ tới phần áo nè. Ui, thích nha. Quần thì sao? Ủa? Ồ, set đồ này chắc mình chấm chỉ có độ ngầu thì chắc 8 trên 10 thôi à. Ồ, tính ra set này, đồ này không có ngầu bằng set đồ của chiến binh các bạn ơi. Nhưng mà búp của nó cho thì khá tốt. Tốc độ 3 nè, may mắn và thêm khả năng nhìn trong bóng tối nữa. Như vậy thì set đồ của tộc trưởng Một Sừng với set đồ của tên trộm á, là chuyên để đi khám phá. Còn set đồ của chiến binh thì chỉ dùng để chiến đấu thôi, chứ khám phá chắc tới mai mới đi đến vùng đất mới quá. Rồi, tạm thời thì mình đã chế tạo xong được 3 bộ giáp. Bây giờ mình sẽ mang... Ui, chết rồi, mình đặt gì sao so sánh ta? Ok, tạm thời chắc mình sẽ đặt set đồ của tên cướp qua đây nha. Đó, giờ thì mình sẽ bắt đầu cường hóa lên thôi. Ở đây á, thì mình đã chuẩn bị được những cái quyển sách enchant mà mình nghĩ là cần thiết cho những món đồ. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái phần nón ra trước nè. Mỗi món á, thì mình sẽ enchant một cái dòng chậm hỏng để cho cái việc sử dụng món đồ mình có thể kéo dài hơn. Mình sẽ lấy cái bàn mobile enchant ra để enchant mà không tốn kinh nghiệm. Đó, như vậy là có được chậm hỏng rồi. Bên cạnh chậm hỏng á, thì mình sẽ... hay là mình ép hết luôn đi ta? Ok, chắc mình sẽ lấy ép hết đi các bạn ơi. Đây, chậm hỏng nè. Rồi, sau đó thì... Ui! Sau đó thì cho vô đây. Cái nón của tộc trưởng nè. Chậm hỏng 3. Hầu như mấy cái món đồ này mình tìm toàn là được chậm hỏng 3 thôi ha. Với lại mình còn tách thêm trong mấy cái món đồ kim cương mà mình lướt được nữa. Nên có rất là nhiều sách thoải mái mà dùng luôn. Đâu rồi? Đây, phần nón đã xong. Tại vì phần nón với phần ủng là hai cái phần mà mình thấy là nó mau hỏng nhất, nên mình cần phải enchant nó trước các bạn ơi. Rồi, giờ thì mình sẽ cắt vô đây và cắt vô đây. Bây giờ thì mình sẽ lựa ra những cái quyển sách bảo vệ nhá, để tăng khả năng phòng ngự lên. Đầu tiên là bảo vệ 4 nè, mình sẽ ép vô cái áo. Bảo vệ 3 là ép vô cái quần. Và bảo vệ 2 là ép vô cái đôi ủng. Bên cạnh đó còn có bảo vệ coi lửa nè, bảo vệ coi vật được bắn và bảo vệ 3 nữa hả? Hoặc cái cuốn đó thì để từ từ đi, sải bước dưới nước là nên ép nè. Và cuối cùng là chân lạnh. Và mình sẽ ép hết những cái quyển sách này vào trong cái set đồ thiếp trước nha. Tại vì mình nghĩ việc đi khám phá thì chúng ta nên lấy set đồ cho tốc độ này với nhìn trong bóng tối thì nó sẽ tiện hơn. Còn khi chiến đấu á, thì mình sẽ sử dụng cái set đồ kim cương hiện tại. Khi nào đánh boss dữ thì mình mới sử dụng set đồ của chiến binh thôi. Như vậy thì mình mới phát huy tối đa sức mạnh của mấy set đồ này mang lại. Giờ mình sẽ lấy ra trước nè. Để cái quần và cuối cùng là đôi ủng. Sau đó enchant lên đôi nào. Enchant đúng nha, enchant sai là chết luôn á. Chân lạnh nè. Ép chân lạnh thì không ép được sải bước dưới nước. Ok, ép chân lạnh thôi. Bảo vệ 2 nè. Rồi. Và còn thiếu trong chấm hỏng nữa. Hé, quên nữa ta. Một xíu mình sẽ tìm một quyển sách chậm hỏng khác mình ép vô nha. Yên tâm. Cái quần này mình sẽ cho thêm bảo vệ khỏi lửa đi. Còn cái áo á, thì mình sẽ ép bảo vệ 4 nè, với bảo vệ có vật được bắn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ tìm một cái quyển sách chậm hỏng nào đó trong này. Đây, chậm hỏng 3 nè, chậm hỏng 3 nè, chậm hỏng 3. Nó có rất là nhiều luôn, mình sẽ tách ra hết nha. Đây, chậm hỏng cái này coi, chậm hỏng nè, và cái này nữa. Rồi giờ thì ép vô cái set đồ cần thiết của mình thôi nào. Nó như vậy thì set đồ của mình có thể nói là vừa mạnh nè, và vừa sử dụng được lâu dài nữa, và việc đi khám phá của mình sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Ủa, cái này có châm hỏng rồi hả? Cái nón có rồi, quần có rồi, ủng cũng có rồi. Ok, vậy là cái việc cường hóa cái set đồ của cướp đã xong rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mặc vô nha. Wow, xịn chưa, xịn chưa. Và chắc bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ trước cái đã. Nhưng mà trước khi dọn dẹp đồ thì mình sẽ chế tạo một anh golem ở trong nhà mình luôn, không cho ảnh đi ra ngoài giống như mấy anh golem kia. Đó chính là một anh golem bằng lò nung nha. Anh này thì chắc rất là đặc biệt cho coi này, tại vì lò nung á thì mình có thể sử dụng được trong nhà. Và hiện tại thì ảnh chưa có chất đốt đúng không? Để bây giờ mình sẽ tìm một cục than nào đó đi ta. À, đây có than nè, mình sẽ cho than vô người ảnh. Đó, khi mình cho than thì cái chất đốt của ảnh sẽ tăng lên. Và ví dụ nếu mình muốn nướng thịt thì sao nhỉ? Trong nhà mình không có thịt sống rồi, chắc phải đi ra đây xơi một bé nào để lấy thịt về test mới được á. Coi đây có cừu hay là đây có cừu nè. Để mình thịt một em cừu mang về test thử nha. Rồi giờ tụi mình sẽ thử cho vô người anh golem này nha. Ủa không nấu được hả? Mình cứ tưởng là anh này giống như cái lò nung di động chứ ai dè. Ôi không có nấu được rồi. Trời ơi là mình mừng hụt mà. Ủa vậy cho ảnh ăn than chi ta? Hình như ăn than để tăng máu với sức mạnh hả? Đúng không? Để mình tìm một cái gì đó có thể đốt được, mình cho vô người ảnh coi. Coi trong ba lô mình còn gỗ không. Đây có gỗ nè, gỗ cũng là một loại chất đốt khá là tốt. Để coi nào, sức tấn công là 6,5 nha. Rồi mình... Ui chết rồi, mình cho vô hết luôn rồi. Ủa cũng vậy mà. Ở gì anh golem này để làm gì ta? Kỳ ghê luôn á. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ trước khi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ở những tập trước á, thì mình đã chế tạo ra được một cái giống như là cái chìa khóa vậy đó, ở cái khu vật của Pháp Sư bên đầm lầy. Và hôm nay mình sẽ sử dụng cái chìa khóa này để tạo ra một cánh cổng và đi tới một thế giới khác, và chúng ta cùng nhau khám phá nha. Và sau khi về nhà thì mình sẽ cùng nhau mở cái rương su cơ này. Trong đây sẽ có những thứ rất là đặc biệt mà mình còn thiếu trong thời gian cuối clip hổng rày nha. Còn rồi thì chắc mình sẽ đi lấy một cái mầm cây trước cái đã. Tại vì bây giờ mình cần một cái mầm cây. Mình sẽ chặt cái này. Ủa, đây có mầm cây rồi, để lại. Và mình sẽ tạo ra cánh cổng ở đâu ta? Chắc mình sẽ tạo gần nhà đi, để khi nào mà mình muốn trở lại thế giới đó thì mình chỉ cần lại đây và đi luôn hả? Đây, ở đây có hồ nước khá là đẹp nè, để mình tạo ra luôn nha. Rồi, và khi đặt cái mầm cây xuống á, thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái Swamp Talisman này. Ấn vào một cái. Ta-da! Các bạn có thấy cái gì chưa? Đây là một cái cánh cổng đó nha. Ui, và cái vị trí nó xuất hiện cũng rất là đẹp nè. Wow, vừa khít trong cái hồ luôn. Vì được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cái thế giới này thôi nào. Đây chính là thế giới bị chuyên len nha. Đó, không gian này bị bẻ cong lại kìa. Xoay. Và chúng ta sẽ đi đâu đây? Đang tải địa hình. Bây giờ là một chỗ tốt một tí. Bên đây á, thì nó sẽ rất là tối nha các bạn. Thế nên mình sử dụng cái set đồ cho khả năng nhìn bóng tối này. Ui nhưng mà mình nghe tiếng quái vật ở bên ngoài. Ui không khí đang hơi đáng sợ một tí nha. Đây là cây nấm gì nè, ăn được luôn. Ủa nhưng mà không biết trái cây ở đây ăn có bị độc không ta? Mình thấy vùng đất này hơi sợ. Đây có con quái vật gì nè. Con này có tên là... Cái gì? Lơ khơ gì á. Ui. Ây. Ui con. Ui trời ơi, con cá lên bờ luôn. Ơ nhưng mà con này là con hiền, con lân khơ nè là con hiền. Và đằng kia hình như là con quái vật kìa. Quái vật nè. Quái vật. Ơ nhưng mà nhìn con này giống con cá sấu á. Tên thì không phải cá sấu nhưng mà nhìn khá là giống cá sấu. Và nó còn rơi ra cho mình một bát súp ăn rất là tốt luôn. Quê tốt nha. Vậy là mình có thể pha mấy con cá ở dưới nước để tìm thêm nguồn thức ăn. Đây là loại hoa gì nè. Nhưng mà công việc đầu tiên mình cần phải làm các bạn cũng biết rồi đấy, đó chính là đặt một cái điểm ở đây. Đây là mình sẽ đặt là bottle tiếp nha. Đây bottle và lưu cho nó màu xanh đi, để khi nào mình cần về á, thì chỉ cần tele về đây thôi đó, vậy là an toàn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi khám phá thế giới này. Ở đây có vẻ là khá là nguy hiểm đây nè. Ủa thịt bò mình đâu? Ui. Ủa ăn... Ui thịt bò qua đây nó bị hư rồi. Trời ơi bị thiêu mất tiêu rồi. Đồ ăn bên thế giới của mình á, qua đây sẽ không ăn được nha các bạn. Ôi nếu mình đem ông bển mình mang qua đây không được. Vậy mình cũng mang qua đây mình nấu được không ta? Thịt tươi á, thịt tươi mình... mà quên thịt chín nó còn bị thối mà huống hồ gì thịt tươi. Gì không ổn rồi. Chắc là mình phải bắt buộc ăn thức ăn ở đây đó. Ủa nó còn có cái thanh gì ở trên cái... gì nữa vậy? Ăn xong bị buồn nôn nữa. Còn choáng nữa kìa. Trời ơi đồ ăn ở đây nguy hiểm dữ vậy. Vấn đề mình lo lắng nhất ở đây đó chính là cái vấn đề thức ăn á các bạn. Đằng kia quá trời cá kìa. Con cá này ở Việt Nam cũng có nè các bạn ơi. Con cá bóng đèn á. Cá lồng đèn á. Được mình sẽ ra đây để săn một vài con nha. Có thức ăn là tốt rồi. Nhưng mà không biết có phải con nào cũng cho không nữa. Đúng rồi. Con nào nó cũng cho mình bát súp hết á nha. Nên có thể pha được. Tốt. Giờ mình sẽ ăn thử một bát nè. Ui cái bát này ăn thì lại không bị gì. Vì là bắt buộc qua đây chúng ta phải ăn cá rồi. Ăn mấy trái cây coi khơi bị chúng độc chết queo đó. Và đây là vùng gì đây? Cái này là cỏ à. Cỏ cái vùng này ngộ ghê á. Ôi nhưng mà cái này nó hoang sơ quá hả, nhìn cũng hơi sợ á. Ui đây có quá vợt. Mình có cảm giác qua đây mình quýnh nó cứ bị chậm sao ấy. Mình đâu có bị dính hiệu ứng làm chậm trên người đâu. Kỳ lạ thiệt. Ôi nó rơi ra cái cây gì kìa. Và nhìn trên bầu trời thì mình đoán đây là cái vùng không gian ở giữa hai thế giới hay sao nè. Mình đang ở trong một cái thế giới giống như một cái khe nứt vậy đó. Cũng đáng là lo ngại đây. Ê, mấy con này nó mạnh vậy. Nó hơi bị khỏe luôn. Ấy sao mình cứ bị dính vậy ta. Đây nó có cái rương nè. Ui quá trời đồ. Đây cái rương. Cái rương này có... Ấy. Mình định coi cái đó có công thức chế tạo không. Nếu không thì mình sẽ lượm cái rương mang về. Mọi thứ ở đây gần như là mình làm đều bị chậm hết. Và cái này là cái spawner sao nè. Mình phải tiêu diệt thôi. Tiêu diệt mấy tên này và chắc mình sẽ không đạp spawner nha. Mình sẽ để đó đi. Nếu mà mình cần farm mấy con này thì mình có thể qua đây để farm. Chứ lỡ mà mình đạp á, sau này muốn farm không có đâu mà farm á nha. Và có rất là nhiều thứ nữa. Nhưng mà mình không biết thứ nào là đồ tốt á. Thế nên mình cứ gom về nhà đi. Rồi lọc lại từ từ sau. Ấy. Ui nhìn trên bầu trời nhìn ghê sao á. Nếu bây giờ mình sẽ thử gỡ cái settle này ra coi nha. Các bạn coi kìa nó âm u chưa. Ui mặc vô đi sợ quá. Mặc vô còn thấy nó tới thui à. Ui cái gì đấy. Ui còn có nhạc nữa. Ê có món quà nè. Ui con dưới này. Cái này mình đập được không? Ui đập phát ra quái vật á. Cái này mở đập ra được cái gì đấy. Ui cho cái gì nè. Một cái đĩa nhạc. Cái hồi nãy là cái hộp chơi nhạc ở thế giới này à. Nhìn lạ vậy. Ui đây lại có dơi nữa. Dơi nè. Này thì dơi. Nãy giờ mình farm được quá trời mấy cái rope này dùng để làm gì ta? Chế tạo một cái khiên à. Thang leo. Một cái xô. Lại là cái xô tiếp. ở đây mấy cái đồ của nó. À, nãy giờ mình bị lúng là tại mấy cái khối xám xám này, nó kiểu như là cái đất lúng vậy á. Thì ra là vậy, và cái dòng mà chân lạnh nó cũng không áp dụng ở đây được luôn. Ôi ui trời, dám cắn lén. Còn mấy con dơi này chuyên gia sau lưng mình để cắn lén á. Ở đây có con gì bắn bắn đây. Ấy. Ui bắn trúng độc à. Ui cái con này chắc phải đập thôi. Không ổn rồi. Chứ nó ra nó bắn trúng độc thì một hồi mình trúng độc chết queo luôn á. Rồi mình kiểm tra coi. Trong này có cái này toàn là đồ ăn không hả? Ủa gì á? À ở đây còn con núp lùm bắn tỉa. Rồi cái này có mấy cái quặng nè. Cái này socket là cái gì đây? Dùng để chế tạo một cái bùa. Wow, có bùa luôn hả? Được, mình sẽ làm thử cái bùa đó nha. Tại vì bây giờ mình đã có đủ vật liệu rồi. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải vứt một cái gì đấy để có thể đặt ba lô xuống. Rồi đặt ba lô xuống nè. Ăn thêm một bát súp cho tăng cái độ no đi. Và cái thanh ở trên cái thanh máu của mình á, này cái thanh này nè, nó đang bị giảm xuống một nửa lóng rồi. Không biết. Ồ mà mình đâu có gỗ đâu ta. Để bây giờ mình sẽ đi tìm một cái à đằng kia có cái cây. Mình sẽ lấy cái cây này để lấy một ít gỗ nha. Rồi sau đó làm một cái bàn chế tạo và chế tạo thử cái bùa coi coi được cái gì nào. Đây chặt cái cây cái. Rồi có gỗ luôn. Vứt cái gì đây? Vứt cái này. Đổi ra gỗ được không? Hên quá, được. Ui, và đây có cả cái bàn chế tạo đặc biệt luôn nha. Bàn chế tạo riêng thế giới này luôn đó. Ui. Ui hết hồn. Đợi đi trúng cái đống lửa. Rồi lại đây nè. Sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống. Ủa mất tiêu rồi. Kỳ lạ thiệt. Rồi giờ mình sẽ làm thử cái bùa đó nha. Đặt một cái này vô. Đó. Ủa? Không có hiệu ứng. Cần phải cho thêm cái gì vô trong nữa, đúng không? Cái này có đeo vô được không ta? Cái này không đeo vô được luôn. Và đây còn có cái item scroll là cái gì đây? Cái này có nhiều thứ lạ quá, mình cũng không biết rõ nữa. Cứ nhét hết vô trong ba lô đi. Rồi về nhà nếu mà các bạn có biết được những gì thông tin thêm á thì nhớ chỉ mình nha. Chứ mình là chịu thua rồi. Mình chỉ mới lần đầu xuống đây thôi à. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá. Ui mấy con zombie này còn đội nón Noel nữa nè. Ui thì ra quái vật ở đây cũng đón Giáng sinh nữa chứ bộ. Không phải ở trên mặt đất đâu. Trời ơi xịn nha. Ủa nhưng mà mình cảm giác là khi mà mình xuống đây á, sức mạnh của mình bị giảm đi rất là nhiều luôn nha. Mình quýnh mấy con quái này không có xi nhê gì trơn, trong khi vũ khí của mình có thể nói là đâu phải dạng yếu đâu. Kỳ lạ thiệt. Đây có cái spawner nè, đập luôn. Không cho đẻ trứng đâu, ghê lắm. Lại là mấy cái kia tiếp. Và cái này đây, Game Singer là cái gì? Cái này giống cái Miro vậy ta. Nhìn giống Miro vậy. Ui mình tạo ra cái luồng sóng gì kìa. Khi mình dùng một phát thì nó sẽ tạo ra một cái luồng sóng gì đó. Chưa để mình tìm một con quái mình té thử coi. Lỡ cái luồng sóng này bắn phát cái con kia nghe cái nhức đầu nó chết luôn rồi sao. Được á. Đâu nãy mình thấy đây có con dơi đâu rồi mà. Kệ không có dơi test với con này cũng được. Đây. Ôi con này là con đom đóm. Ui mình thổi cái con đom đóm phát sáng nè. Ủa thiệt không? Ủa có phải là mình thổi đom đóm phát sáng không vậy? Ui nếu vậy thì hay quá. Đom đóm có thể soi sáng cho mình ở một chỗ trong một phạm vi kìa. Ui ở đây có gì đây? Cái gỗ gì trống, cái thân bị trống lỏng vậy? Ui nhìn được qua bên kia luôn á. Và không biết bên trong mấy cái cây này có cái gì không nữa. Để bây giờ mình lại gần á. Rồi mình dùng cây rìu mình chặt ra thử nha. Biết đâu bên trong mỗi cái cây như vậy sẽ chứa một cái kho báu gì đó đặc biệt thì sao. Để mình kiểm tra. Và với tình hình này thì trong cây không có gì trơn á. Kỳ vậy ta, cây bự gì mà không có gì trơn vậy. Ở trên không ở thằng không có rồi, không biết trên có không ta. Để bây giờ mình sẽ sử dụng cái ná xì lam này. Đi lên trên một cái. Trên này cũng không có luôn. Không biết qua đây mình cần phải đi tìm cái công trình gì nữa. Ấy, quái vật tàng hình hay là cái cơn gió độc vậy? Ui, hình như ở đây có gió độc hay sao á. Mình kiếm cái gì ăn được mình bỏ bụng coi. Đây đây có cái này nè. Ở đây nó còn có gió độc nữa cơ. Trời ơi, cái thế giới đâu mà nguy hiểm dữ vậy? Ở đây còn cái gì đây? Bữa nãy mình mới thấy lửa tím mà. Ui, cái cây nhìn thấy ghê vậy. Đường này nó hoang sơ quá à. Ui, đằng kia có cái gì kìa. Wow, cái này giống như là một cái chiều không gian đầm lầy vậy đó. Nhìn rất giống khu vực đầm lầy luôn, nhưng mà nó hơi nguy hiểm hơn. Để mình xuống đây coi. Nước nhìn thôi nó cũng đáng sợ hơn nữa. Tối ồm à. Đã vậy còn có cá chiên cắn người nữa chứ. Kiểu như cá piranha vậy đó. Này thì quái vật. Mấy con quái vật ở đây mình đánh là không bị đẩy lùi nhá. Nó cứ cạn tới phía trước thôi à. Còn có bụi cây nữa nè. Có nấm thôi, không nên ăn nấm đâu. Ăn nấm hồi bị say mòng mòng giống như hồi nãy á. Rồi, có cái gì đây? Kiểu như một cái thân cây bị ngã vậy. Ui, quái vật ở đây nhiều lắm. Ui, bầu trời cũng đáng sợ nữa. Ê, ê. Cái này là... à, không phải đất lúng. Nhìn màu mình cứ tưởng đất lúng không chứ. Ủa, vậy cái khu vực này có cái công trình gì để mình đánh boss không? Mình nghĩ một cái không gian đặc biệt như vậy thì chắc chắn phải có boss chứ. Nè, đây cái lá súng nè, nó bự chưa? Wow, đã vậy còn có mấy cây nấm xanh xanh nữa. Nãy giờ mình đi cũng được một đoạn kha khá rồi đó. Không biết một xíu có nhớ đường về không? Hay là trên đường về có gặp quái vật gì đặc biệt không nè? Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải lủi qua đây trước. Không biết cái thanh mà nâu nâu trên cái thanh thức ăn của mình nó dùng để làm gì nữa. Mình sợ hết cái cây đó, tự nhiên cái mình lăn ra mình chết á. Kiểu như mình hết cái oxy vậy đó các bạn. Không biết có phải không nữa. Nhưng mà tạm thời cứ đi đi, hậu quả tính sao. Rồi, qua đây. Ây, ôi trời, không có giảm sát thương kỳ rơi té đầu kìa á. Ở đây lại có cái gì xanh xanh đấy. Ui chết rồi. À không, cái này không có hiệu ứng. À, cái này kiểu như bèo vậy á. Mấy bạn nào ở miền Tây á thì chắc biết bèo đúng không? Nó cái đó giống như bèo vậy á, không biết phải không nữa. Nhưng mà nhìn sơ qua thì khá là giống bèo. Rồi. Ui chết rồi, hình như trên đất liền nó nguy hiểm hơn á. Dưới nước thì lại có cá ăn thịt người. Ui ở đây chị Tu cái gì cũng kiểu như là muốn giết mình hết á. Hơi căng thẳng. Đây là cái nấm. Để bây giờ mình bắn một đoạn qua bên kia coi. Mà trước tiên thì mình tìm cái gì đó mình ăn trước cái đã. À, sẵn tiện đây mình sẽ test với cái cây này. Không biết phải cây kèn không. Quýnh người nè. Dùng vô người nè. Game Singer là dùng để làm gì ta? Mình cũng chưa hiểu công dụng của nó cho lắm á. Rồi, đi thôi. Đáp qua đây một cái. Ai da, ai da, ai da. Bên đây thì... ủa, có mấy con này nè, mấy con này không biết mình giết có rơi ra gì không nữa. Nhưng mà nhìn rất là giống cá sấu. Ủa, con này nó khỏe lắm. Ui, chết rồi, mình chọc độc. Chết rồi, mình chọc anh em của nó rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn tìm thức ăn thôi, tôi đói bụng rồi. Trời ơi, đừng có manh động như vậy. Chưa, bình tĩnh cho người ta ăn cái đi rồi quýnh nhau cũng được. Không ổn rồi. Hết giận rồi. Ôi, mấy con này mau hết giận vậy. Ui, mấy con này dễ giận nhưng mà cũng dễ hết giận lắm. Dễ hết giận thì mình quýnh tiếp. Mình là thích cà khịa mà. Rồi, có thêm ít đất xếp ăn nữa nè. Tên này cà khịa cái gì? Đi chỗ khác. Đi chỗ khác đi. Rồi, ok. Dọn xong rồi, giờ thì đi tiếp nè. Ui, thế giới này á, mình không thấy boss gì trơn. Mình chỉ thấy nó hơi u ám á hả. Ui, ui, kiểu có cục đá gì kìa. Không biết ở dưới đó có công trình gì không. Chưa, để mình qua đó thử. Ồ, ôi con này làm gì đấy? Cái gì vậy? Ui, nó có cái gì kìa. Chưa, để mình qua đây mình đào trước đã. Block of Optin. Đây là một loại khoáng sản. À, thì ra đây để đổi ra khoáng sản à. Ủa vậy đây còn gì không? Còn có nào nữa không? Đây nè, đây nè. 2 khối rồi. Wow, được á. Rồi còn nào còn nữa không? Ủa có 3 thôi hả? 4 mướn, đáng ra phải 4 cục chứ. Kỳ lạ thiệt mà thôi, kệ đột ri mà lụm được nhiêu thì lụm. Rồi giờ mình sẽ đổi ra và đi qua hướng bên kia thôi. Đi thôi nào. Bên đây thì không có gặp cái ngôi làng gì luôn á, mà mình không biết ở đây có người sinh sống không nữa. Mà với tình hình này chắc không có ai sống nổi đâu. Mình qua đây còn cũng như là cực khổ rồi, hơi cực khổ á. Ui, mình gặp cái cây gì bự dữ vậy? Và đây là một cái tàn tích nè. Ồ, đây là một cái tàn tích. Trước khi qua cái cây khổng lồ đó thì mình sẽ khám phá cái tàn tích này trước nha. À, chết. Bị lúng. Ở đây có mấy cục lúng khó chịu ghê nha. Rồi cái này... À, cái khói được điều khắc thôi cho không gì hết. Một cục đá có ký hiệu chữ A. Ủa không biết ký hiệu chữ A này dùng để mục đích gì nữa ta. A là viết tắt có trừ ắn ri hả? Tức giận đó hả? Đúng không? Tự nhiên là tức giận. Ui, ở đây cũng có cánh cổng này nữa nè. Ui, các bạn có thấy cái gì tím tím đằng đó không? Nhưng mà mình đi lại gần thì nó lại mất nè. Đó, nó tiêu rồi. Hồi nãy mình cũng gặp một cục như vậy rồi. Đứng xa thì gặp, đi lại gần thì mất tiêu. Thì chắc là nó núp ở ngay cây này nè, đúng không? Ủa, không phải. Ủa là sao? Ui, ui mấy con này không để ý chắc cũng khó thấy lắm đây. Mình đi trước mặt mình mới thấy á. Đó, lại thấy nữa. Ôi, chắc nó giỡn với mình rồi. À, trên đây có mấy cái lọ nè. Mấy cái lọ này mình đập ra sẽ có đồ nha các bạn. Không chỉ có đồ, nó còn có quái vật nữa. Ui trời ơi. Hú hồn mua vía hà. Rồi trên đây cho mấy mũi tên gì đây? Cho những cái mũi tên. Không biết. Rồi giờ thì đằng kia vẫn có một cái spawner và cái rương gì nữa. Trước khi lại cái cây thì chắc mình sẽ lụm mấy cái món đồ ngoài trước nha. Nếu không bỏ sót thì phí lắm. Rồi không bển thôi. Coi nào, cái này là spawner của con. Ui, cái con đội nón Giáng sinh. Mấy con này đi ăn Giáng sinh đi, ở đây làm gì nữa? Ui, ở đây mà cũng có tuyết nữa ha. Ui, không khí Giáng sinh ù về cả trong thế giới bị chuyên lên rồi. Ui, tuyết rơi tùm lum luôn rồi nè. Rồi giờ mình sẽ kiểm tra coi. Ui, trong đây quá trời đồ luôn. Sẽ cắt bớt mấy block đi. Chỉ lụm mấy món đồ xịn xịn trong đây thôi. Dùng mấy cái lọc khoáng sản nè. Rồi sau đó thì mình sẽ ăn một bát súp cái đảm. Đây có bát súp đây. Ui, ở đây mà cũng có tuyết nữa. Và cây nó cũng đổi màu rồi kìa. Ôi, thực tế ghê á. Cây nó phủ tuyết rồi. Wow. Ui chết. Chết rồi. Mình nửa cái ống mà nâu nâu giống như sô-cô-la trên cái thanh thức ăn rồi. Ủa? À, cái đó là cái thanh sinh lực hay sao á? Bây giờ các bạn coi máu của mình đã bị tuột rất là nhiều rồi kìa. Vậy là cái cây đó chính là cái cây sinh lực trong thế giới này rồi. Khi mà hết cái cây đó thì chắc mình sẽ tử nạn á. Nhưng mà vậy là bây giờ mình cần phải khám phá càng nhanh càng tốt rồi trở về nhà thôi. Không biết cái cây đó nó có lấp đầy lại được không nữa. Và cách lấp đầy là như thế nào mình cũng chưa rõ. Tại vì đây là lần đầu mình xuống thế giới á. Và đằng kia nó còn có cái gì nữa kìa. Cái cây này không biết có đường vô không ta. Mình nhìn thì thấy nó bự lắm luôn á. Bự thực sự luôn. Nhưng mà không có đường vô. Để mình trèo lên đây một tí nè. Rồi bay lên. Bay lên một cái. Ây, té rồi. Bay lên lại nè. Bắt cua qua đây. Ui, ở đây có mấy bé nấm nè. Ui, bé nấm dễ thương vậy. Nhưng mà không có đánh mình nha. Ui, vậy là mình thích á. Chứ không thân thiện với mấy con kia là mình xử đẹp rồi. Giờ thì mình sẽ qua đây thêm một đoạn nữa rồi chắc trở về nhà thôi. Chứ ở đây á, cái ống sinh lực mình ngày càng yếu. Và lỡ nó hết cây đó tự động mình chết rồi sao. Thế nên hơi nguy hiểm á. Ui, con boss thường thường ở tiếp tới dưới mà con boss này nằm nằm ở trên đây chịu đông à. Ui, con này ngộ thiệt. Boss này đùa với chúng tôi. Đùa với chúng tôi hả? Mình sẽ đỡ bằng khiên. Đỡ bằng khiên luôn. Cố lên, chiến đấu trong tình trạng không nhiều máu gì đó, không có xíu tự tin nào luôn á. Nhưng mà chưa, để bây giờ mình cất đồ trước cái đã. Đồ nó đang bị rơi tùm lum ở bên ngoài mặt đất kìa. Mình cần phải nhặt đồ, không thôi bỏ uổng. Rồi lại nhặt đồ nè, con boss này phá hoại ghê á. Nhặt được đồ của ngươi rồi. Ngươi cũng phải đi luôn nha, không tha cho ngươi đâu. Dù trái tim đã bị tuột đi rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ cố gắng tấn công con này. Đi ra chỗ khác. Chết rồi, nó quýnh mình lọt xuống hố rồi. Lọt hố thì cả hai còn cùng lọt nha, không có chịu lọt một mình đâu. Dùng cái rìu quýnh ngươi luôn. Dùng rìu quýnh ngươi. À, cái rìu quýnh thấm hơn nè. Dùng rìu bổ ngươi làm hai. Nè. Rồi, mình đã tiêu diệt được cái con boss rồi. Ủa, và tổ tháp này hình như đang bị sập nè. Mình phải tranh thủ lượm đồ. Ui, đàn em của tên này còn nhiều lắm. Tổ tháp thấp ẻn nhưng mà còn bị sập nữa hả? Ây, chết rồi, các ngươi sập được rồi, đừng có lôi ta theo. Ui, chết rồi, mình còn... Ủa, để có hộp quà nè. À, tiếp thêm lương thực. Trời ơi, hên ghê. Tự nhiên đâu trên trời rớt xuống, hình như ông già Noel mới cho mình hộp quà hay sao. Tự nhiên có thứ ăn à. Ui, thích nha. Và hiện tại mình chỉ còn có 5 trái tim thôi. Chắc mình đi được vài bước chân nữa là nó sẽ tụt xuống còn 4 á. Vậy là sắp trở về rồi. Ấy, và đây nó có mấy cái quặng gì vàng vàng nè. Sulfur. Để mình đập ra thử. À, mấy cái này hồi nãy mình có gặp rồi trong cái rương á. Mà tạm thời gặp thì cứ đào về đi. Còn công dụng của nó để làm gì thì từ từ về nhà mình nghiên cứu sau. Tại vì khi về nhà thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Chứ ở đây thời gian sống của mình nó đã ít hơn rồi, nên không thể nào phí được. Rồi, đào hết nè. Hồi nãy ở dưới cái chỗ tòa tháp á mình cũng thấy nữa, nhưng mà mình không có dám ở lại lâu. Để không thôi nó nổ là mình chết queo ở dưới luôn á. Ui, đằng kia có cái gì rồi? Mình tới vùng đất gì rồi? Chưa, bên đây còn có gì nữa. Chết rồi, mình... Ui. Ui, đây là một cái cây gì đó. Ui, cái cây này có tên luôn nha các bạn. Mấy cái bụi này có độc. Ao. Nhưng mà trước tiên thì chắc mình sẽ lưu ở đây một cái điểm đi. Đây là cây bí ẩn đó. Và đây là lưu màu vàng. Rồi sau đó mình sẽ qua đây coi có chỗ nào có đồ không. Mình sẽ vô mình chôm ít đồ coi. Ủa, cái gì quánh mình vậy? À, mình hết sinh lực rồi. Ô, mình biết ngay mà. Trời ơi, cái thanh sinh lực đằng kia kìa. Hình quá, cánh cổng đang còn đây. Bây giờ mình sẽ dịch chuyển lên đằng kia để lấy đồ trước khi trở về nha các bạn. Hình quá, mỗi lần chết á thì mình sẽ được reset cái thanh sinh lực. Tưởng đâu mà không được reset chắc chắc bó tay luôn á. Rồi, mặc lại đồ nè. Từ mấy nơi để em mặc đồ cái mấy nơi. Chưa mặc xong đồ nữa mà anh quánh là em chạy không có kịp đâu đó. Rồi, giờ thì đầy thanh sinh lực rồi. Lượn thêm vài vòng nữa rồi về cũng được. Mấy con cá này. Cá này lì là không ưa rồi. Rồi, giờ thì mình sẽ đi ấy. Ủa, cây nào gây độc á ta? Hình như nãy mình nhảy ngang mấy cái dây leo có độc hay sao á. Ui, giờ trên bầu trời lại có một cái tia màu xanh rồi. Ây. Ủa, bầu trời chỗ thế giới này ngộ ghê luôn á. Kìa. Ui, hơi âm u á nha. Giờ mình sẽ liều nha, vô trong đó khám phá thử một lần rồi có gì chạy ra liền nha các bạn. Nếu không thôi không có kịp chạy ra đâu á. Trong đây có boss không? Ủa, đây đơn thuần chỉ là một cái cây thôi à. À, bây giờ mình có thể nhặt rồi nè. Ui. À, thì ra núp lùm bắn tỉa là đây. Trời ơi, thì ra nãy giờ có quái nó núp các bạn ơi. Có mình lượm được nè. À, mình lượm được. Ui, xịn. Nhưng mà chết rồi. Gì? Tại vì nếu mà mình gây sự chú ý á, thì mình sẽ tự động bị mất máu, kiểu như là nó sẽ bào mòn cái thanh sinh lực của mình á. Và mình nhận được một cái wish nè. Cái này giống như là cái cục lửa của cái khu cây thần đó gì đó. À, thôi giờ chắc mình sẽ bẻ cong không gian bước qua thế giới này và về nhà thôi. Trời ơi, khám phá thế giới đó đáng sợ ghê luôn á. Không biết mặt trời là gì luôn, tại vì thế giới đó là kiểu như nó nằm ở giữa hai không gian á các bạn ơi. Nhìn rất là âm u luôn á. Thôi giờ về nhà trước đã, ngủ một giấc cho lấy lại sức, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình đặc biệt nhá. Đã trải qua 3 tập nhưng mà mình vẫn chưa có chương trình mở loot bag ở cuối video đúng không? Tại vì mình đang tích lũy những cái loot bag tốt á. Và hôm nay thì mình đã có tổng cộng là full một cái rương chứa loot bag được cấp độ Raid cho đến Epic và Legendary luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mang cái loot bag này ra bên ngoài để mở nha. Tại vì mấy lần trước á mình mở mới loot bag kiểu dạng thường thôi nên không có nhiều đồ xịn. Nhưng với những cái loot bag như vậy thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với Raid trước nha. Rồi cùng nhau mở hơi nào. Và hôm nay đặc biệt hơn thì mình đang trang bị trên người đó chính là set đồ của một tên trộm luôn. Hy vọng rằng sẽ rơi ra thật là nhiều đồ tốt nha. Rồi cái đầu tiên, ui cho mình một trái bom. Wow, một trái bom cũng khá ổn. Và mấy món còn lại trong thì mình sẽ không lấy tại vì nó không tốt. Rồi cái thứ hai nè, một cái mũ sửa chữa. Trời ơi, ngay dòng sửa chữa mình thích luôn. Rồi cái thứ ba, tiếp tục là một trái bom nè, một cái lọ chứa hiệu ứng. Rồi, cái thứ tư. Ui, thứ tư thì cho nhiều lắm. Bản đồ nè. Rồi một cái lọ nước, đĩa nhạc, xô. Bây giờ mình nhiều quá chắc mình sẽ cắt bớt những cái mình chưa mở vô trong cái rương nha các bạn. Ui chết. Ôi mình lỡ nhặt lại mấy cái mình vừa ấy rồi. Cướp bơ mấy cái đó chắc mình không cần lấy đâu, mình sẽ vứt lại nha. Rồi cái kế tiếp nè. Một cái nhân băng hả? Dùng để chế tạo một cái gậy. Ui, xịn. Cái gì chứ mấy cái món đặc biệt để chế tạo mấy gậy là mình hơi bị thích rồi. Một cái đôi ủng có 2 dòng bảo vệ. Đôi cái này thì chắc mình sẽ lấy luôn đi. Kế tiếp nè. Cái này thì không có đồ xịn rồi. Thỉnh thoảng á, cấp độ Raid thì nó vẫn không rơi ra cái đồ tốt các bạn ơi. Ui, một cái nhẫn. Tạm thời mình sẽ giữ đi. Còn cái này thì sao? Ui, cái me này không biết ăn được không nhỉ? À ăn được, cái này ăn được. Tại vì đợt trước mình cũng có mở được một vài cái rồi nhưng mà mình chưa có thử ăn á. Để hôm nào đi khám phá mình sẽ thử ăn nha. Một cây gậy. Ủa một cây thương chứ, cây thương kim cương nè. Tiếp tục là trái bơm. Hình như với cấp độ Raid á thì nó sẽ dễ rơi ra những trái bơm hơn thì phải. Nãy giờ mình mở ra được 3 trái bơm rồi. Cái này chắc có nước nổ banh nhà luôn quá. Vậy là xong rồi. Vậy là cấp độ Raid mình đã mở xong và được một ít đồ như thế này. Bây giờ mình sẽ mở tiếp cái cấp độ là em biết hay là Legendary ta. Ok chắc mở Legendary đi các bạn ơi. Tại vì loại này cũng khá là hiếm nè. Cái đầu thì cho mình một cái trái bơm. Ui một cây cá nông. Là một cái me tiếp. Và mấy thứ khác thì không cần lấy đâu. 2 con dao này thôi không cần. Cái này thì một cây kiếm kim cương. Một cái lưỡng hái gần hư rồi. Áo giáp kim cương, một cái spell scroll. Và một cái kiểu như là cái móng vuốt vậy á. Và cuối cùng là cái lọ hiệu ứng và một cây gậy. Cây này mình đã thử dùng rồi, nó khá là yếu luôn á các bạn ơi. Lại một cái canon nữa. Cây này có sửa được không ta? Tại vì cái canon này rất là thú vị nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng thử cho bạn xem nha. Cái nó sẽ phát nổ đó. Tại vì cái này nó đã được cường hóa Infinity rồi. Sẽ bắn ai đây? Bắn ai đây? Có cái nào là mục tiêu không ta? Ok giờ mình sẽ bắn tạm ra hướng đó nha. Bùm. Các bạn thấy gì chưa? Bây giờ mình còn có thể sử dụng cái này để bay cơ. Xịn chưa? Nhưng mà cái này nó có giới hạn á. Để mình coi coi nó ép được dòng sửa chữa không. Rồi mình sẽ tìm cách sửa cho nó full độ bền á. Rồi sau này khi mà đi khám phá, mỗi lần gặp mấy con quái nó đông, mình chỉ cần chơi một quả canon thôi. Là anh ơi là anh. Ui anh golem. Leo lên. Thôi xong ảnh rồi. Thiệt tình á, đã biết là lửa không bao giờ xuống nước được rồi mà. Anh cũng gán cố đi xuống dưới nữa, mình không có dây trong người. Thôi xong rồi, xuân này anh golem không về rồi. Ơi golem. Cổ anh ghê á. Đây mình có cọng dây rồi nè, không biết có kịp không nữa. Mình sợ vừa tới đó ảnh đứt bóng mất tiêu rồi. Cố lên anh ơi, một xíu nữa thôi tôi tới cứu anh đây. Cố lên anh ơi. Cuối cùng cũng cứu được anh Golem lì lợm này rồi. Trời ơi, ta là ha nghịch lửa có ngày ha cũng bị phỏng, anh này nghịch nước có ngày chết đuối nè. Rồi vô đây ở đi, lì thiết ghê luôn á. Trời ơi, anh làm gián đoạn cái chương trình mình mất tiêu rồi. Giờ mình sẽ mở tiếp các cấp độ epic. Coi coi cái lướt đá đầu tiên của cấp độ epic sẽ cho mình cái gì nào. Lại là cá nóng và được cường hóa luôn. Trời ơi, thích dữ vậy. Nghe nói mình thích cái trò hoài luôn kìa. Một cái trái này, vậy là mình có thể cho tiếp em cho Chocobo ăn rồi, để em có thể bơi lội á. Wow, đúng không ta? Đai này hình như là lượng, hình như lượng thì phải, chứ không phải là bơi lội. Ui, và một cái gậy gì nè. Wow, một cái gậy luôn. Cái đó từ từ mình sẽ test sau nha. Quá dữ. Một cây móc của cướp biển, kim cương, bơm, một cây canon, một cái khiên emerald, một cái nón. Ê, một cái lọ thuốc nào. Để bây giờ mình sẽ thử dùng cái lọ này coi coi còn nó sẽ cho mình cái hiệu ứng gì. Hả? À, hết rồi. Cái này mình dùng hết, nó hết cái lọ thuốc bên trong rồi. Cái này thì hết rồi. Ủa? Ồ, cấp độ epic nó cũng không có cho quá nhiều đồ xịn. Và mình đang thắc mắc là cái này nó có sửa được không? Để bây giờ mình sẽ thử sửa trước khi mà sử dụng nha. Nếu mà sửa được thì chắc nó cũng sẽ cường hóa được á. Đâu, mình sẽ cho vô đây thử coi. Ủa mà, mình có một trái bơm à. Hình như mình bỏ hết bơm ngoài này thì phải. Ờ đúng rồi nè, mình sẽ lấy mấy trái bơm này vô trong. Coi coi sửa được không, mình sẽ sửa luôn nha. Để sử dụng lâu dài luôn. À được nè. Ui vậy là chắc nó ép được dòng sửa chữa đó. Để mình coi coi, mình nhớ là mình còn một quyển sách sửa chữa. Sửa chữa. Ủa mình vứt đâu rồi? Không được, mình phải lấy cái bàn enchant ra. Mình sẽ gỡ cái đồ ủng đâu rồi. Cái đồ ủng sửa chữa đâu? Ở đây cái nón chứ, cái nón sửa chữa nè. Sẽ lấy quyển sách sửa chữa ra và ép thử vô cây canon coi. Nếu mà cây canon ép vô sửa chữa được thì tuyệt vời còn gì bằng nữa. Đây, canon sửa chữa. Yes, sửa được các bạn ơi. Vậy là sắp tới chúng ta sẽ có một vũ khí mới nha. Đó chính là canon thần thánh. Rồi ok, vậy là bơm thì từ từ mình sẽ sửa lại sau bằng cái quyển sách sửa chữa nha. Còn giờ mình sẽ test thử một quả. Rồi chuẩn bị nè. Đánh bơm tàu tháp. Ui nổ phát chết cá tùm lum luôn. Ui, cái này dùng để đánh cá được các bạn ơi. Ui nhưng mà cái này chỉ trong game thôi nha, chứ bên ngoài thì mình không khuyến khích các bạn dùng bơm để đánh cá đâu. Vậy là không hay. Ôi cái bơm này chủ yếu là để đánh cá ăn hả, chứ không có phát nổ được. Và nó không mất block luôn. Ồ thì ra là vậy. Ủa kỳ vậy, lúc cháy lúc không là sao? Cho những loại cá đặc biệt nè. Cá nhìn trong bóng tối, cá kháng cự. Trời ơi, vậy là đây là trái bơm dùng để đánh cá rồi. Quá dữ nha. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã sử dụng cái Swamp Talisman để triệu hồi ra một cánh cổng dẫn tới thế giới Between Land, chế tạo được những set đồ của thế giới Hexxit đó. Và hôm nay thì chúng ta đã trải nghiệm được set đồ đầu tiên, đó chính là set đồ của cướp rồi. Trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ test tiếp những set đồ còn lại, cũng như là tiếp tục khám phá các thế giới trong Hexxit nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cùng giờ thì bye bye.